Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến bạn một mẫu nồi của Juicy, mã nồi NPSA10. Thì đây là dòng nồi 1 lít nhé các bạn. 1 lít thì các bạn nấu được khoảng 2 bát, 2 bát rưỡi gạo ấy, khoảng 5 người ăn. Thì mẫu nồi này ở Việt Nam mình hay gọi nôm na là môi chè đấy các bạn. Thì những cái công nghệ của môi chè này nó vượt trội hơn so với voi mammut luôn nhé các bạn. Đấy, thì voi mammut thì bây giờ đến thời điểm hiện tại thì họ sản xuất, họ tận hưởng được cái từ cái nồi này, đó là cái xoong hai 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 đáy này. Đấy, với lại cái công nghệ áp suất cái thời này là cái thời điểm ra mắt này này các bạn, là cái công nghệ áp suất của 29,4 kPa, nó là nhất luôn các bạn. Thì đến thời điểm hiện tại thì những cái dòng voi mammut thì vẫn là tận hưởng cái công nghệ có cái thông số tương tự với lại cái nồi này nhé các bạn. Đấy, rồi mình xoay cho các bạn xem nhé. Đây còn rất là bóng, rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, cái mặt này thì nó bằng ở đây, các bạn xem này. Đấy, nó chảy ở cái viền cái mặt inox này, thực ra không sao. Rồi còn cái chỗ bằng nhựa này rất là bóng luôn nhé các bạn. Đây thông số đây các bạn này. Đấy, 29,4 kPa này. Đến bây giờ thì cái thông số này vẫn là nhất luôn các bạn, hơn son gốm này, hơn tô chuông bản đặc biệt này, rồi hơn pana luôn đấy. Đây, 1330W nhé các bạn. Đấy, NPSA10 1 lít sản xuất tại Nhật. Rồi, mình xách cho bạn xem nhé. Rồi mình các bạn nhìn lại này. Đấy, cái này không phải chày đâu các bạn, cái này là bóng cái cửa của mình nó vào ấy. Rồi mình mở cho bạn xem nhé, còn rất là đẹp luôn nhé các bạn. Đây doang này, cái nồi này bên kia là mình nghĩ là chắc họ không nấu nhiều đâu các bạn, chắc chắn là họ không nấu nhiều đâu, bởi vì doang, ví dụ như doang thì mình có thể gọi là kiếm cái khác thay, nhưng mà riêng trong cái này các bạn này, các bạn nhìn trong này này, cái này ấy, cái áp suất của bọn này, cái nhiệt độ của bọn này ấy, thì nấu một thời gian cái này nó sẽ bên trong này sẽ vàng này các bạn, nhưng mà các bạn nhìn này, cái này nó còn bóng, còn trắng, còn bóng luôn bên trong này các bạn. Đấy, còn trắng còn bóng luôn nhá. Đây, cái đẩy áp suất vẫn còn rất là mới luôn nhé các bạn, vẫn chắc chắn luôn. Đấy, giòn cái cục son này các bạn này, son như mới luôn nhé các bạn. Đây son hai ngấn này các bạn. Đấy, này các bạn nhìn cái đáy này, ngay chỗ cái đáy này các bạn này, nếu mà nấu nhiều thì nó sẽ chóc ra, bởi vì nó chạm cái cảm biến này, mà cái cảm biến này nó chạm vào đáy nồi để nó đo nhiệt độ ấy các bạn. Đấy, nhưng mà cái này là còn rất là bóng, rất là đẹp luôn nhé các bạn, trên dưới, vành trên vành dưới còn rất là bóng luôn. Đây bên trong nữa cũng vậy nhé các bạn. Đấy, rồi mình nhờ chia sẻ các bạn thêm một cái điểm nữa. Thực ra cái này này các bạn này, nhiều người không, kể cả mình cũng vậy, mình cứ tưởng cái này là cái lỗ hút chân không các bạn. Đấy, nhưng thực ra không phải nhé các bạn. Thì mình có hỏi thợ cái công nghệ này này các bạn này, thì cái công nghệ này không phải là công nghệ hút chân không, tức là công nghệ này là công nghệ nó hút không khí từ bên ngoài vào, nó nén, tức là hút từ không khí vào ngoài vào nó nén đấy các bạn. Thì như mình nghĩ công nghệ này nó bổ trợ cho cái áp suất đấy các bạn, nó bổ trợ cho cái áp suất của cái nồi này. Thì nếu mà nó hút từ trong ra ngoài thì là mới là hút chân không, còn đây nó hút từ ngoài, nó đẩy, nó nén không khí vào bên trong xoong thêm, thì là nó tức là hỗ trợ cho cái áp suất nó lớn. Rồi thì tức là mình cũng không phải nhân kỹ thuật, thì mình có hỏi mấy thợ thì người ta có chia sẻ với mình, những thợ có kinh nghiệm ấy, thì người ta chia sẻ với mình như vậy đấy các bạn. Rồi mình ghim điện cho các bạn xem nhé, các bạn nhớ ghim điện 100 nhé các bạn. Đấy, này cái này mình nấu thử thì mình đã cài đặt cái chế độ nấu ngon này các bạn này, cơ gạo trắng cơm ngon này. Đấy, rồi đây là menu đấy các bạn. Đấy, rồi đây là cái chế độ này, chế độ nấu ngon của nó đấy các bạn, tức là nấu nấu cơm tơi ngon của nó đấy các bạn. Đấy, rồi thì cái mẫu nồi này bên mình đang bán mức giá là 3,8 triệu nhé các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ cùng mình, mẫu nồi còn rất là đẹp luôn các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn nhé, xin chào các bạn.